Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, Xếp, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong năm tháng đầu năm 2024 ước tính đạt 725 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cá tra tháng 4 đạt 168 triệu đô la Mỹ và tháng 5 đạt 146 triệu đô la Mỹ. Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam lớn nhất trong năm tháng đầu năm vẫn là Hoa Kỳ, sau đó đến Trung Quốc, tiếp theo là châu Âu và một số thị trường Nam Mỹ khác. Tính đến hết tháng 5 vừa qua, xuất khẩu phi lê cá tra đông lạnh sang Hoa Kỳ đạt hơn 120 triệu đô la Mỹ, tăng 19%.